Các bạn ơi, rất là vui á, nhờ cái chiếc cúp này á mà hôm nay có một cái cuộc hội ngộ rất là dễ thương. À mà không phải, nói rằng là nhờ chiếc cúp khổng lồ chứ không phải là chiếc cúp này mà hôm nay vào quán phở. Ngay trong quán phở hai thì có một cuộc hội ngộ rất là dễ thương, đó là giữa tác giả và các anh chị bên đài truyền hình để mà chuẩn bị đi quay ghi hình những cái cảnh vui nhộn liên quan tới chiếc cúp này. Tâm tự trả cho cái cúp của anh không lên giờ anh tặng vô cái này cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà anh ơi rất là nhiều người chạy theo chiếc cúp cho học cải riêng về bà báo phở. Bây giờ anh thấy sao, anh mà nói cô đó là bao nhiêu người ganh tị là anh chết luôn á. Bây giờ các bạn ơi, bà báo phở chạy theo chiếc cúp mà bà báo phở được tặng cúp. Ai sẽ là người đọc cúp đến đây? Đây là cái sai thật của cái chiếc cúp luôn nè. Nếu mà cái đội tuyển Pháp thắng thì họ cũng chỉ cầm được chiếc cúp như thế này thôi các bạn. Chả có hơn gì bà bán phở cả. Mà bà bán phở hơn họ là bà bán phở cầm trước luôn á. Đúng không? Không ai được cầm cái cúp trước như thế này đâu. Đây, FIFA World Cup. Mấy cái sản phẩm thương mại á, ở dưới dán một cây cái lớp vậy lên đỏ. Cái ngoài là lớp là mạ vàng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo chân các anh chị bên đài truyền hình và theo chân tác giả là anh Tám, họa sĩ, để xem những cái hình ảnh vui nhộn giữa khu phố Tây này các bạn nha. Chúng ta đi thôi các bạn ha. We'll be right back.
xem chiếc cúp nè, ai sẽ là người đoạt cúp tối hôm nay nha. Yeah.
cộng sự của anh, xin anh giới thiệu Văn Tám. Anh là Văn Tám. Văn Tám. Họa sĩ. Anh là họa sĩ Văn Tám. Để bây giờ bà Văn Phở sẽ hỏi anh Văn Tám vài câu các bạn nha. Hy vọng okay. là những cái câu đó cũng chính là những câu mà các bạn cũng muốn hỏi anh Tám. Từ ý tưởng và động lực nào mà anh làm cái chiếc cúp khổng lồ này hả anh? Trước đây thì làm những cái cúp nhỏ, nhưng mà cái cúp nhỏ thì nó mang tính chất là giống như một cái quà lưu niệm để trưng bày trong một không gian nhỏ. Còn mình có ý tưởng để làm cái cúp lớn này là để gì? Để tương tác, có nghĩa là nhiều người có thể thưởng thức cùng một lúc trong một cái không gian rộng lớn hơn, thì niềm vui nó sẽ được nhân đôi, nhân gấp trăm ngàn lần. Rất là đúng các bạn. Anh Tám vừa nói ra là khi mà một chiếc cúp lớn như thế này á thì nhiều người thưởng thức niềm vui được nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần. Rất là chính xác, như các bạn nãy giờ thấy đó, là bao nhiêu người rất là hào hứng với chiếc cúp. Kể cả bà Bóng Phở là cái người mà không biết gì về bóng đá mà cũng chạy theo chiếc cúp này. Mà anh Tám á, còn hồi nãy á, còn lầm á, còn hiểu là bà Bóng Phở chạy theo cái người để cúp là anh Tám. Không hề nha. Lúc đó bà Bóng Phở nói thật lòng anh Tám, tôi có buồn không có thấy anh Tám luôn. Dù anh Tám là tác giả đó các bạn, nhưng mà như chúng ta ít có ai quan tâm đến tác giả đúng không? Chỉ quan tâm chiếc cúp trước. Rồi từ cái hào hứng với chiếc cúp đó, sau đó mới thắc mắc là ôi ai là người làm chiếc cúp? Thì may mắn là người làm đứng kế một bên chiếc cúp đây. Anh Tám sẽ nói cũng là một về... một khách hàng ăn phở tương lai. Khách hàng biên chế luôn. Dạ. Bây giờ anh Tám có thể nói thêm về cái nghề nghiệp, cái công việc của anh Tám được không ạ? Anh là họa sĩ thiết kế, họa sĩ design. Làm thơ, cũng có xuất bản thơ. Nhưng mà nhắc tới cái điều này các bạn biết mà, mình là người đặt tên cho công ty Chilai và là tác giả của logo Chilai. Anh Tám cho em hỏi là chiếc cúp như thế này là anh làm mất bao lâu mới xong ạ? Cái cúp này á, làm khoảng chừng 3 tuần. Ngày 2 đêm nay á, thì thức trắng luôn để hoàn tất cho nó, cho kịp ra ngoài. Bao nhiêu người làm hả anh? Có một mình à. Wow, bữa sau. Đúng á, một mình làm từ những cái chén bột thạch cao đầu tiên luôn, cho tới khi mà nó to tát như vậy. Vậy thôi, bữa sau anh Tám làm cái cúp nào mà to to vậy, anh cúp kêu em qua phụ nha. Ok. Cái điều gì đó cho mọi người cùng có một cái niềm vui chung. Vậy thế thôi. Cho em hỏi thêm á là cái chi phí này á là có ai tài trợ không anh? Không, cái chi phí không ai tài trợ. Anh Tám giàu quá. Anh Tám giàu quá đi. Đúng, anh giàu chứ anh không phải là người có tiền nhiều, nhưng mà anh rất là giàu. Dạ, em khẳng định là anh rất giàu. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ha.
Ok, cảm ơn em. Bây giờ thì là bà bắt phở có một xíu tham lam nữa. Nói ra anh Tám đừng có cười nha. Okay. Giả sử như là em muốn có một chiếc cúp nào nãy giờ là cầm cái tay mà giờ em muốn giữ trong nhà luôn thì cách nào hả anh? À, nếu mà mang tính chất thương mại á thì gọi qua điện thoại. Dạ. 0966 645 325. 0966 645 325. Dạ. Mình sẽ cho người giao hàng trực tiếp. Còn nếu tình cảm á thì tặng. Dạ. À, cảm ơn anh nhiều như vậy là. Thương mại thì rộng nhưng mà tình cảm thì chỉ có một chiếc. Như vậy là các khách hàng á muốn chưa chưa tặng cho ai hết á. Dạ. Anh Tám sẵn chưa có địa chỉ BA bản thân luôn đó, anh Tám còn độc thân á các bạn. Vậy là nếu mà chúng ta nếu mà ai muốn mua những chiếc cúp này vẫn có thể liên hệ với anh Tám với số điện thoại vừa rồi. 0966 645 325. 0966 645 325. Đó là cái nhu cầu nếu mà ai muốn. Còn nếu mà thiết kế logo hay cái gì á, ai muốn okay. Có thương hiệu nổi tiếng như là Chi Lai thì chắc là anh Tám cũng là một người cũng có duyên với những cái thương hiệu uy tín và nổi tiếng đó các bạn ha. Thôi thì em cảm ơn anh Tám rất là nhiều đã mang lại một không khí rất là rộn ràng ngay giữa cái khu phố Tây này, đó là chiếc quốc cấp khổng lồ. Đặc biệt anh cảm ơn rất nhiều, cảm ơn phóng viên của công chúng. Bye bye các bạn. Rất là tuyệt. Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Điếm. Cảm ơn các bạn nhé.